Ok nhé, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau xoay trở về với game Cứu Hải Tặc, tiếp tục với series về đại chiến hải tặc thì đánh nhau báu vật một chút xíu. Giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Hiện tại mình đang có mặt ở đây khoảng tầm 2 giờ sáng, đi ngó qua báu vật một chút xem có ai ăn không. Đầu tiên là trang số 1 đúng không? Ở đây nhìn sơ qua thì cũng không vấn đề lắm, cho mình thì cái đối thủ hay đánh thôi nhé. Ở đây có một bạn này, nhưng bạn này yếu nhưng mà tôi cũng đánh đi. Mới ăn được 5 tiếng mấy rồi, chắc là mới vừa mới ăn. Số bạn đen nên ăn đúng lúc mình quay video. Tiếp tục nhé, sang tiếp trang bên này có vẻ không có gì lắm. Tiếp tục sang tiếp trang bên này, ở đây có mấy cái nick này nó thật là yếu quá, cấp 166 mình cũng không rõ là bên hội mình hay bên hội đối thủ, mình bỏ qua nhé. Thì mấy cái nick yếu quá, đánh cái nick phải tầm cấp 200, nick này 197 yếu quá thôi bỏ qua nhé. Mình cũng chưa check xem là nick bên hội mình hay bên hội bên kia. Tại vì có một số là gộp server thêm một số nick ấy, nhưng mà nói chung yếu quá mình bỏ qua. Tiếp tục sang tiếp trang bên này. Cũng có thể cái nick mình bỏ qua là nick đồng minh, mà cũng có thể là đối thủ nhé, tại mình chưa check. Thì các bạn mình ngại mở thêm cái nick của mình check trong server. Đây, đây có một cái nick này cũng hay đánh nhau đây. Nick anh Rick nhà quê đây, nhưng mà tôi tuy nhiên là thấy nick này mới bị tạch cái cây ác ma, tôi hôm nay tha cho người ta ăn tí. Đây đây mình sẽ cập nhật cho bạn cái hình ảnh tổng điểm cống cây ác ma cả ba cụm nhé. Tại trong video lần trước về cây ác ma thì mình chỉ cho các bạn nhìn một cụm thôi, mình cho các bạn xem một cụm thôi, nhưng mà thực ra đấy mình đấy mải quan tâm đến cái cụm chính quá nên là cũng không cho các bạn xem kịp được các cái cụm bên khác. Thì đấy mình có chụp lại cái hình đấy thì mình cho mọi người xem cái ảnh về cái tổng cống hiến của ba cụm cây ác ma của cái mùa vừa qua. Thì bạn thấy là cái cụm số 1 là cụm gắt nhất với top 1 là khoảng tầm 500 triệu điểm, còn đứng top 2 là bạn anh Kích nhà quê. Thôi người ta mới tạch xong rồi cho người ta ăn tí thì coi như hôm nay mình không căn đi. Như vậy tổng cộng 10 trang này của mỗi bạn này là cái bạn đánh với một cái bạn ấy vừa đánh thôi, còn lại những cái đối thủ khác thì gần như là chắc người ta cũng không ăn đêm nữa rồi. Thế thì ra thôi thì để mình lại nối tiếp video trong một khung giờ khác nhé. Chứ cái giờ này thì một người ăn thế này chả bỏ công đánh gì cả. Để mình nối video bạn sang khung giờ khác rồi xem đánh nhau tiếp. Rồi ok nhé, tiếp nối sang đây mình đã trong chuỗi 3 ngày kỷ niệm đánh gắt lại một chút xíu. Thì ở đây hiện tại thời điểm này ấy, thì mình đang quay video này vào ngày vào tầm chiều ngày 15 tháng 4 năm 2023. Thì mình bắt đầu đánh gắt lại từ 0 giờ ngày ấy. Là khoảng tầm gần 1 giờ sáng ngày 13. Nói chung là tại vì căn bản là 12 đổ về trước mình bắt đánh giải đấu, mình vẫn đánh ít. Nhưng bắt đầu từ 0 giờ của từ khoảng tầm qua 0 giờ đến 1 giờ sáng gì đó của ngày 13 bắt đầu mình sẽ đánh lại. Đánh lại cho nó gắt hơn tí, thực ra đánh gắt hay không gắt thì cũng thế thôi, cũng chỉ có vài người ăn báu ấy mà. Nên không có nhiều lắm. Đầu tiên mình dùng thêm chút berry để mà đi củng cố lại tí bơm máu một tí. Ở đây sơ sơ ít nhất là có trên 10 tỷ berry này. Để ra cũng thoải mái lắm. Đợt này đánh gắt lại một chút xíu là để kỷ niệm, để vì sợ mọi người nghĩ mình không đánh mấy, vẫn đánh bình thường. Ngày thường đánh thì những cái ngày đánh nó gắt hơn một chút xíu thôi. Thì mình mua thêm chút berry để mua thêm máu đó. Vừa bị đánh xong phát. Rồi xong ra đi quét một phát trước khi chúng ta đi xem tiếp cái video nhé. Mình cho các bạn xem một số chiến báo random trong khoảng tầm 2 đến 3 ngày đổ lại đây. Mình trước bao đi dò qua một chút xíu ở đây, ví dụ một người đánh này. Ấn hoàn thành trước cho nó nhanh nữa nhé. Rồi mình sẽ đi xem lại chiến báo chi tiết sau. Nói chung thì vẫn hay bảo các bạn câu chuyện là đánh thì đánh cả năm cơ. Đánh thời gian nó dài lắm nên thành ra là hôm nào bận thì đánh ít, còn hôm nào rảnh thì đánh nhiều. Chứ cũng không có cụ thể là đánh bao nhiêu lần một ngày đâu. Thì ở đây với khoảng tầm nếu tính theo thời lượng nó rơi vào khoảng tầm 2 ngày đánh. Thì 2 ngày đánh thì nó sẽ rơi vào đây hiện tại mình cho các bạn xem nếu mà đánh kiểu gắt một chút xíu. Tất nhiên là còn tùy theo số lượng đối thủ ăn nữa. Ví dụ như chỉ có 1-2 người ăn ấy, thì cái số chiến báo xuất hiện sẽ ít. Còn nếu mà giả sử như ai cũng ăn ấy, thì cái số lượng chiến báo đánh nhau sẽ nhiều. Vì thế nên thành ra với cái mức độ đây hiện tại mình thấy cũng chỉ có vài người ăn thôi. Mà với cái mức vài người ăn thôi ấy, thì cơ bản nó chỉ rơi vào dao động, nó chỉ rơi cái số lượng chiến báo nó chỉ dao động khoảng tầm 60 đến 70 trang chiến báo. Đây mình đã lọc bớt những cái mail như kiểu là tầm bảo hay nhận quà linh tinh như rồi ấy. Thì tổng cái số chiến báo đây nó rơi khoảng tầm 60, nó khoảng tầm 60 trang. Và mỗi trang nó sẽ rơi khoảng tầm 5, 5, 6 nó khoảng tầm 300 trang chiến báo. 300 trang chiến báo, nói là 300 trang thôi mà trừ số cái mail bỏ báu đi nữa, nó rơi khoảng tầm 150 đến 200 cái chiến báo.
trong khoảng có gần gần 3 ngày. Nên bạn biết là đánh nhau rất nhiều. Nên thành ra các bạn nào mà cứ bảo ấy kiểu ôi sao không đánh nữa thì các bạn phải xem lại. Người ta đánh rất nhiều. Nhưng quan trọng là bạn có ở trong, bạn có là người đánh đâu mà bạn biết, đúng không? Mình sẽ dò bớt đấy mà dò với các bạn hơi lâu. Mình sẽ dò các bạn từ đầu từ cái thời điểm bắt đầu quánh nhiệt tình này. Tức là ngày thường vẫn đánh nhưng mà cái ngày này kiểu nhiệt tình hơn tí. Đấy thì cho người xem qua chút xem cái độ khốc liệt của nó như thế nào, đúng không? Đây ví dụ mình cho bạn xem chiến báo mở màn của giai đoạn khốc liệt nhé. Nó sẽ nằm khoảng trang 6 mấy, có thể mình sẽ cho người xem ngược từ đầu ngược lại. Chứ còn xem từ cuối thì hơi bị xa. Mình chỉ chọn một số chiến báo thôi. Đây bắt đầu khoảng tầm trang 64, 65 thì đấy bắt đầu ấy nhé. Ở đây bắt đầu ở đây từ đây 2 giờ sáng, vậy chắc là trang bên trước này tí. Đây bắt đầu tầm này. Ở đây bắt đầu nó rơi ở đây ngày 12 tầm này đang đi đặt hàng. Đây bắt đầu từ 0 giờ 40 phút 15 giây của ngày 13 tháng 4 bắt đầu đánh đây. Thì mở màn là One. Nếu chưa trong cái video này bạn thấy là xoay quanh chủ yếu đánh gắt nhất vẫn là One. Mà trong số những người tấn công Nick Gru linh tinh thì đấu với Nick Gru linh tinh ấy thì One có thể là người yếu nhất. Nhưng mà xét về mặt công tâm một chút xíu thì bạn ấy là người đánh kiên trì nhất, kiên cường nhất, vẫn chống chọi được, vẫn thắng. Dù thua cũng khá nhiều nhưng mà đánh vẫn thắng. Nên thành ra nói chung đây một những bạn mà cứng nhất trong số bạn này. Nên chính vì bạn ấy cứng nhất nên thành ra bạn bị đánh nhiều nhất. Tức là đôi khi mình mệt là mình cứ nhòm mỗi bạn One mà đánh, mình đánh thôi. Cái thứ hai là nhiều ngày thì dự như của bạn ấy ăn là chính thôi. Lâu lâu có thêm bạn nguyên 8 ấy bạn ấy là ăn thôi. Chứ còn đa số là cũng không ăn nên là cũng không thể đánh được. Tại vì có ăn đâu mà đánh. Ví dụ đây có chiến báo đánh với bạn One nhé. Ở đây chiến nó One này sao lại bỏ đi đánh người khác này. Nên nói chung là xem cơ bản tí thôi. Ở đây thì bạn One mặc dù là về mặt chiến lược bạn thấp nhưng phải công nhận một điều là bạn có dàn tướng xịn quá. Và dàn tướng của bạn ấy có thể nói là còn có vẻ như là nhỉnh hơn so với Gru một chút xíu. Thấy bạn hơn có Tesoro mà. Nhưng mà nói chung đại khái là rất là chất. Nói vậy thôi, đánh nhau đánh vậy thôi, nhưng có những cái phải công nhận điều như thế. Là người ta tướng rất là xịn và người ta đánh cũng khá là khỏe. Tại vì hay bảo các bạn thời buổi này ấy là con tướng nó quyết định tất cả. Còn khi có tướng rồi thì lại cộng với vận may. Thì ra đánh rất là kinh khủng luôn. Và tất nhiên là tỷ lệ Gru đánh thắng vẫn cao hơn. Nói thì lực chiến gấp 2, gấp 3 lần thì làm gì trở khỏe hơn. Nhưng tuy nhiên này bảo bất bại cũng không bất bại được. Nhưng mà đợt bắt đầu trong khoảng 3 ngày trở lại đây ấy, nếu mà ai có theo dõi thì thấy Gru bắt đầu hay để trạng thái là ăn báu hơn. Dạo trước ấy thì cơ bản cứ đánh kiểu ai đánh trước phát ăn luôn ấy. Thì mình hay bỏ báu Gru đi để tiết kiệm Berry. Để nói thật, nói đánh thì một chọi một thì mình không sợ đâu. Nhưng mà khổ cái mình có một đối thủ có tận 5 đến 10 cơ. Nên đánh kiểu đấy mình sẽ bị lỗ. Nên thành ra mình hay kiểu đánh xong phát mình bỏ báu luôn, đúng không? Nhưng mà đến khoảng tầm 3 ngày trở lại đây bắt đầu mình thí nghiệm lại. Mình thấy một điều là đánh thì vẫn bị thua. Nhưng mà đôi khi người ta mất từ dao động lúc lần nào hên thì người ta đánh một phát ăn luôn được. Nhưng có rất nhiều lần ta đánh từ 5 đến 10 lần mới win được một lần. Như vậy mình thấy một điều đánh như vậy thì cảm giác mình lại lời. Nên thành ra mình lại quyết định là ăn báu để cho người ta đánh. Nhưng nếu mà giờ mình cảm giác tất cả người ta đánh cái một phát ăn luôn ấy là mình lại không ăn báu đâu. Là mình lại còn ăn báu ở đây không nghĩa mình sẽ nhận được báu. Thỉnh thoảng vẫn nhận được báu nhưng mà đa số vẫn sẽ mất báu. Tại mọi người sẽ căn ở gần 30 phút người đánh một lần mà. Cái báu 5 sao ấy thì cứ 3 phút nhận quà một lần thì gần 30 phút sẽ đánh nhau một lần. Nếu mình gục ngã lập tức sẽ mất báu nhưng cái đấy không quan trọng vì bảo nick này nó Nick Gru không cần ăn báu. Nên chúng ta không phải nặng nề câu chuyện là ăn báu bị mất tinh tinh cái thứ đấy không quan trọng. Quan trọng điều đánh để tiêu hao đối thủ thôi. Nên ra mình hay để lại cho đối thủ bâu vào đánh. Còn đánh mình quan sát mấy ngày ở đây chủ yếu là có One, có Nguyên 8 với bạn không tên của F1 thôi. Ba người đấy đánh nhiệt tình nhất thôi. Còn lại các bạn khác thì gần như là cũng không đánh lại mấy. Một phần là có những nick là đánh lại không được. Cái thứ hai một phần nữa một số nick khác là kiểu người ta cũng thôi bây giờ đánh nhau nó tốn kém đánh làm gì. Để tránh đi cho rảnh, đúng không? Nên thành ra bạn để ý rồi thì mình cho các bạn xem trên báo bạn sẽ thấy điều đó. Còn tất nhiên là tận mấy trăm cái chiến báo cho bạn xem vài cái đại diện thôi. Để xem bây giờ các top đã đánh nhau bằng đội hình gì. Nó kiểu vậy. Rồi người xem qua một chút xíu. Còn trường hợp của Nick Anglis nhà quê mình thấy dạo gần đây có vẻ như bạn ấy không ăn báu nữa. Tại vì mình nhìn quan sát thì mình thấy một điều là gần như cái chiến báo đánh nhau Anglis nhà quê gần như là không có. Nên thành ra là mình cũng không biết vì sao. Cũng có thể là bạn ấy tránh nó lành. Hoặc là bạn ăn vào cái giờ mình đi ngủ mình không biết. Tại vì cũng có lúc mình phải đi ngủ chứ. Nhưng mà mấy ngày hôm nay mình bận cày game khác nên mình thời gian mình ngủ cũng ít thì ra mình đánh nó gắt hơn. Tại vì đằng nào vậy đang tiện chơi game thì cứ lướt qua đánh một phát rồi lại chạy sang chơi game khác. Cứ lướt qua đánh một phát lại chạy sang xem người ta chơi game khác ấy. Làm như thế nó cũng nhàn nên thành ra là cũng đánh nó hơi ác liệt hơn ngày thường một chút xíu. Nói chung thì thắng đậm thôi mà thua thì cũng thua đậm lắm. Nói chung đánh nhau xác định mất bình máu. Đánh nhau thắng hay thua cứ xác định mất bình máu thôi.
Đấy, ở đây đợt này nó sắp sửa diễn ra sự kiện 30 tháng 4 rồi. Hôm nay rơi vào khoảng tầm 15 tháng 4 rồi. Nên còn khoảng chắc là khoảng tầm tuần sau nữa bắt đầu ra sự kiện 30 tháng 4 thôi. Như vậy thì với cái sự kiện đó mình sẽ kiếm thêm khá nhiều tài nguyên. Nên thành ra mình thấy trong kho còn khoảng tầm 10 tỷ berry thì mình cũng đem ra đánh nhau bớt đi cho nó đỡ nhiều. Tích nhiều để làm gì đâu đúng không? Xong rồi đánh bớt cho đỡ nhiều. Nói chung là berry có nên cũng chả vấn đề cả. Đánh nhau có hết khoảng tầm 1 2 tỷ berry một ngày cũng vô tư. Nói chung cái đấy thoải mái lắm. Cái đấy mình không bị cản trở berry. Quan trọng là mình thích đánh kiểu gì thôi, mình đánh kiểu gì mình cảm giác mình lời mới đánh. Ở đây hiện tại đây mình thấy là mình cũng đang để ăn báu này để chờ người ta đánh mình. Và chắc chắn là tỷ lệ cao mình sẽ bị mất báu. Nhưng mà tuy nhiên một điều mình cái thứ mình muốn là người ta đánh mình thua nhiều nhiều một tí để đi câu berry của nhau thôi. Chứ còn cái kia mình không quan tâm lắm. Rồi thôi, tiếp tục ở đây một cái chiến báu khác mình vừa cướp bạn One rồi, cái chiến báu này nó ná ná nhau bỏ qua nhé. Một cái đây cái này là cái mèo bỏ báu này không ăn 19 giây bỏ luôn đánh luôn chứ cần gì đâu. Nhưng đây đánh cái bạn một cô cha mẹ bạn này không biết bạn nào đổi tên. Cái bên S1 người ta đổi tên nhiều thế không biết được. Nên tất nhiên là cũng không khó để mà có thể biết người đó là kẻ thù hay đồng minh. Tại vì mình chơi nick S1 mà. Mình vào mình xem xếp hạng, mình thấy bên này người của bên T Plus là mình biết ngay là đối thủ rồi. Là mình cứ đánh thôi. Chứ còn thực ra mình cũng quan tâm đến ai đâu vì nguyên tắc là đánh cả công hội đấy mà. Nên thành ra là vấn đề đấy là đổi tên là gì nó không quan trọng. Quan trọng là cùng server check là biết ngay thằng này cùng server hay không. Tại vì bên đấy mình có hội của mình nữa. Nên mình cũng không biết là ai hội mình, ai hội địch. Nên tốt nhất là cái check là an toàn nhất. Mấy bạn này đánh cho nó vui thôi chứ còn thực ra đánh mấy bạn này chắc chắn là sẽ thắng rồi. Tại mà nhìn chất tướng ở chân hành tranh nhau rất nhiều không? Một bên chơi tướng Wano, bên chơi siêu tướng thì bên siêu tướng thắng là điều đương nhiên. Chẳng qua nhiều khi nói thật là các top bên kia người ta cũng lánh bớt rồi. Nên thành ra ngoài One nguyên 8 là hai bạn có tướng xịn hay ăn báu ra ấy. Còn các bạn khác mình thấy đa phần trong ngày chỉ ăn 1 2 đợt thôi. Mà ăn 1 2 đợt rồi bị đánh là người ta cũng không đánh trả. Người ta mất tích luôn. Nên thành ra dẫn đến việc là cũng đành phải đánh mấy bạn cùi này thôi. Đứng không có ai để mà đánh cả. Mọi người cứ bảo sao không đánh nhưng mà mọi người xem toàn lúc mình đi ngủ chứ còn cái lúc mà mình đánh thì các bạn không biết các bạn ở đâu. Tại vì thực ra mình đánh đến mức mà không có người đánh vì đánh cả những bạn yếu ấy. Tại vì không có ai để đánh cả. Thì mình cũng không hiểu sao các bạn cứ hay nghĩ là không đánh nữa. Còn nếu trường hợp không đánh nữa thì bạn phải nghĩ là anh Gru anh bảo không đánh nữa. Vì người ta là chủ nick, người ta bảo không đánh nữa là mình không đánh nữa. Chứ còn nó chả liên quan đến việc mình tha hay không tha cả. Cái đấy là mình không có quyền quyết định lắm. Vấn đề cốt lõi ở chủ nick. Và thứ hai là mình bận rộn hay không. Nhưng mình thấy một điều rất ít người ăn báu. Và ăn thì nói chung ăn cũng không nhiều. Ví dụ bảo một ngày ăn được khoảng tầm một đợt báu thì đáng bao nhiêu. Ăn cả ngày nó mới bõ. Chứ còn ăn một đợt báu bị đánh suốt ngày mình thấy cũng chả đáng bao nhiêu đâu. Như trường hợp Mick Gru mình thấy nó chả được lời mấy, mình nhiều cái đợt mà mình thấy bị đánh thua nhiều quá mình còn chả thèm ăn báu ấy. Ăn làm gì nó tốn, tại vì ăn nó tốn hơn là không ăn. Ăn mà cái lượng berry mất để giữ báu ấy nó mất nhiều hơn là việc không ăn thì ăn làm gì, đúng không? Ở đây có chiến báo ăn đánh này, tức là ăn đánh đấy thì mình xem mất mấy lượt đấy. Cũng có lúc mà đánh 1 2 lượt là ăn luôn đấy. Đây đúng không? Đây, mục tiêu ở đây phát này đánh có 2 lần là ăn 1 nên phát này tỷ lệ bàn thắng rất là cao này. Đấy, thế là vừa của mình muốn đánh lúc mà cho bạn đánh thua thì mất hao máu thôi. Tôi xem trên báo bạn đánh thắng thôi, trên báo đánh thua xem làm gì thôi. Xem trên báo bạn thắng cho bạn đấy ngầu. Nói chung là thời buổi đánh trước là hoàn toàn thể win nhá. Bạn cứ hay nói vậy thôi, đánh trước là win được đấy. Đây phát này nó mê hoặc luôn con Yamato được ở đâu. Thời buổi hiệu ứng nó khó tránh lắm. Thứ hai hiệu ứng nó cũng nhiều. Né hiệu ứng này dính hiệu ứng khác. Hoặc là bạn đeo full miễn dịch mà địch nó thỉnh thoảng nó hên nó phá miễn dịch phát là coi như bay luôn đấy mà. Nên nói chung là cái thời buổi này nó hên xui lắm. Nên để bảo để bất bại thì hơi khó. Chẳng qua là ông nào khỏe hơn thì lợi thế tỷ lệ xác suất đánh ông thắng nhiều hơn thôi. Chứ còn để bất bại trong một cái trò chơi thì ở thời điểm hiện tại mình nghĩ là không làm được. Còn tất nhiên là ai cũng muốn bất bại thôi nhưng mà hiện tại nó chưa cho phép. Cũng phải chờ những con tướng tiếp theo, thì hiện tại đang thả thính update con tướng mới. Mình cũng chưa đọc con nội dung con tướng mới đâu. Nhưng mà tuy nhiên là mình cũng không chắc là nó sẽ bá được. Tại vì mình thấy là Gru lên được thì đối thủ Gru cũng sẽ lên được. Những người đánh được Gru là những người gọi cho là có thể người ta đầu tư không nhiều hơn Gru. Nhưng mà chắc chắn là người ta cũng phải nạp tương đối nhiều. Tại vì bây giờ mình cứ tính sơ sơ nguyên liệu lên siêu tướng thì đa phần nằm trong các mốc này, đúng không? Để chơi free chơi chay làm gì có đâu. Ví dụ như mấy cái cờ hải tặc bạn nạp thì cho bạn những cái hộp ram đừng thêm cờ cho, hay bạn đánh các giải đấu bạn vô địch tinh tinh mới được nhiều. Chứ còn nếu mà đánh tầm bình dân ấy, một người chơi bình thường nạp 100-200 nghìn thì chả bao giờ đủ cả. Nên xác định là đối thủ thì có thể không nạp tiền 100 triệu nhưng người ta cũng sẽ nạp được khoảng tầm chục triệu một tháng. Mà khi tầm 10 triệu một tháng thì người ta cũng sẽ có đủ quà cơ bản thôi. Tại bây giờ ví dụ một cái phản hồi 3 triệu bạn nạp lên 4 triệu hay 5 triệu ấy thì cái thứ bạn hơn chỉ là vàng nữa. Có cái phần thưởng tài nguyên ấy nó cũng giống nhau thôi. Ông kia được cái trang sức thì ông này cũng được cũng vậy. Nên thành ra dẫn việc là Gru lên được người ta cũng sẽ lên được.
mà khi hai thằng đều lên được thì mình nghĩ là nếu giả sử con tướng nó mạnh thật ấy thì Gru mạnh lên thì người ta cũng sẽ mạnh lên, mà hai thằng đều mạnh lên thì dẫn đến việc là cảm giác không ai mạnh lên cả. Nó giống như trường hợp hiện tại này, Yamato Gru có thì đối thủ cũng có, Uta Gru có thì đối thủ cũng có, nên đánh nó bị ngang ngang kèo nhau một tí vậy. Nên chỉ cần hiệu ứng xui xui tí là thua, tại vì tướng bây giờ nó khống chế rất là quai, nó khống chế gần như là không ngóc đầu ấy được. Và bạn sẽ thấy là mình sẽ do bạn xem lướt qua cái dàn chiến bá và đấy đa số là One thôi. One là nhiều nhất, thứ hai là Nguyên 8, thứ ba là bạn không tên F1. Còn lại đa số là toàn chiến báo là mình đánh người ta, tương tính thì cũng ít người phản công đó. Còn nói thật là cũng vấn đề là cái người đánh được điều gì cũng phải ai người ta cũng đánh trả. Tại vì người ta đánh trả đôi khi nó lỗ. Đợt này đang diễn ra vương giả chiến, mình không biết có vô địch được không. Tại vì cái tình hình đánh thế này thì cái xác suất mà không vô địch được nó cũng cao đấy. Tại vì đánh nó cũng hên xui lắm, mình tấn công trước nhiều khi mình cũng thua mà. Nó cũng hên xui lắm. Mình hy vọng là sẽ hên trong giải đấu rồi, chứ bây giờ nghĩ đội hình nó không quan trọng nữa rồi. Chỉ số các thứ đều quá là to rồi. Vấn đề chủ yếu là hên hay xui thôi. Một cái chiến báo diễn ra khá là dài, mặc dù xem các bạn điểm qua vài chiến báo thôi thì nó sẽ khá là dài đấy. Đấm vẫn thấm như thường. Nói chung là khi mà so sánh thực lực thì thứ đầu tiên ta nên so sánh là chất tướng nhé. Ta nên xem là đối thủ có tướng xịn hay không. Ta bắt đầu với so đến lực chiến. Còn bình thường trong giải đấu ta hay quan tâm lực chiến, bởi vì trong giải đấu ấy lực chiến cao hay được đánh trước. Thì ra ta hay quan tâm ai ông nào lực chiến cao hơn sẽ lợi thế hơn. Chứ còn mà ở bên ngoài đánh nhau báu vật thì cái thằng nào đánh trước là thằng đấy tấn công trước, bất kể lực chiến cao hay thấp. Nên dẫn đến việc là chất tướng lại quan trọng. Nếu mà chất tướng nó xịn thì đánh vẫn ok thôi. Đấy, có một chiến báo đánh hơn 5 lượt nó mất thời gian khá là dài. Mình sẽ cho các bạn chủ yếu mình điểm qua bạn cái tần suất đánh để bạn hình dung thôi, chứ còn chiến báo cho xem tương đối thôi. Để vẫn nói một điều là đánh nhiều lắm, các bạn đừng có ý kiến. Nhiều bạn nói thật chứ mình nói thật, nói không biết các bạn có tự ái không, nhưng nhiều khi đồng minh chả thấy giúp nhau được cái gì cả. Toàn thấy hỏi ô sao không đánh thế, mà chả bao giờ thấy vào đánh cùng cả. Tất nhiên một phần cũng thông cảm các bạn đánh không thắng được, nhưng mà tuy nhiên là phải thông cảm cho người đánh một tí. Nhiều khi là đối thủ không ăn, cái thứ hai người ta đi ngủ, cái thứ ba người ta bận. Nó đủ thứ lý do, hoặc cái thứ tư có thể chủ đích bảo không đánh. Nên thành ra có nhiều cái lý do chứ. Nên bây giờ cứ bảo bây giờ không đánh nhau, cứ thắc mắc mình, tôi bảo có giỏi bạn tự đi mà đánh đi, chứ bây giờ cứ bảo mình biết làm sao được. Cái thứ hai là khi bạn nhìn cái mốc thời gian mình đánh, bạn thấy là đánh gần như đánh cả ngày. Không, nhiều khi ngủ có 2-3 tiếng rồi còn lại xong lên đánh suốt ngày thôi. Chỉ cứ sợ người ta không ăn để đánh thôi, chứ còn ăn là đánh nhau suốt ngày thôi. Hai bên chả biết đi ngủ giờ nào, nó đánh lung tung cả lên. Thế mà cái tần suất đánh rất là cao. Mà đánh rất là cao như vậy, mà đánh có 3 ngày, có gần 3 ngày đánh đến 200-300 trang chiến báo. Như vậy thì cái số lượng đánh rất là nhiều ấy. Nên thành ra các bạn không đánh được như thế đâu. Mình tin chắc chắn là rất ít bạn đánh được tần suất cao như mình. Một phần là mình có lợi thế, mình cầm đích khá là khỏe, mình đánh tỷ lệ thắng còn cao ấy. Chứ còn nếu mà mình đánh mà còn thua nhiều nữa thì chiến báo còn nhân cái số trang chiến báo còn nhân được gấp bội, và cái lượng berry tốn còn rất nhiều. Còn mình đánh gần đây mình đánh thì chả mất berry mấy đâu, cứ đánh trước là thắng, lâu lâu thua một tí đen lắm một ngày mất khoảng tầm 1 tỷ berry ở cùng, nó chả hết đến 1 tỷ đâu, tại vì cái có đánh nhau nhiều đâu mà hết 1 tỷ. Còn nếu mà đánh mà hết tầm, ví dụ mình tính là hết 1 tỷ berry mình có 10 tỷ không, thì cứ đánh chơi mất khoảng tầm 5 tỷ đi. Còn lại 5 tỷ còn lại mình để dành, mình lại không ăn báu, không cho người ta đánh trúng mình, mà mình chỉ ngồi đánh du kích người ta thôi. Nên thì vậy thì mình lại gần như không mất berry. Khi mà mình đánh mà mình bỏ báu mình không ăn ấy, mà mình chỉ nhòm người ta ăn mình mới đánh ấy, thì gần như là berry mình không tốn. Một ngày đen lắm mình mất khoảng tầm 100-200 triệu berry là cùng, tức là đánh không may đánh trước bị thua ấy. Còn khi mà mình chủ để ăn báu ấy, mình mất nhiều berry. Nhưng mà quan trọng vì tài nguyên mình nó nhiều ấy, nên là mình được quyền đánh như thế. Việc của mình là cân đối tài nguyên làm sao Rick Gru thiệt hại ít nhất có thể. Hiện tại chưa thấy bị đánh nhỉ, không biết mình sắp hết giờ ăn báu chưa. Còn tận 15 phút nữa, trong 15 phút nữa tỷ lệ cao sẽ bị đánh, nên cứ từ từ cứ xem chiến báo thôi. Đấy nha, như vậy đánh tiếp nhá, đây chiến báo tiếp này. Đây đang đánh lúc này, đánh lúc 16:40 nhá. Lúc này 16:23 mình vừa cướp của bạn F1 này. Bạn đánh rất là cứng, nhưng bạn không tên là rất là cứng, nhưng mà cứng nhất vẫn là bạn One. Mình thấy bạn One là đánh là kiên nhẫn nhất, kiên cường nhất, mình dùng cái từ kiên cường ấy, thì mình đánh cảm giác rất là chất. Thật là cái đối thủ cứng đầu mới có cái để động lực. Bây giờ thật sự bây giờ ấy, chả chờ giải đấu làm gì cả, cứ đánh nhau bó vật thì cái động lực cho người ta đầu tư game tiếp. Người ta đầu tư game chỉ để đánh nhau, chả để đánh giải đấu. Cái phần thưởng giải đấu nó ít hơn quả nạp, nên thành ra người ta chỉ đầu tư game bây giờ chỉ để đánh nhau thôi. Nên thành ra nếu mà một ngày nào đó hòa bình quá thì cũng không biết làm gì.
Còn đôi khi đánh nhau thì đánh nhau, thực sự đánh nhau trong game ấy, đánh nhau cho vui thôi, nhưng ngoài đời có ảnh hưởng gì đâu. Không, đánh nhau trong game ngoài đời vẫn sinh hoạt sống bình thường. Nên đôi khi đánh nhau thể hiện sức mạnh thì cho nó vui thôi. Game mới có sự ganh đua một tí nó mới vui ấy. Nên đánh vậy thôi. Chứ còn kệ thôi mà. Đánh thì nói thật chứ thằng thắng hay thằng thua đều mất tài nguyên. Cũng chẳng thằng nào sướng cả, nhưng mà kệ, đánh cho nó có khí thế thôi. Thế này mà thấy là tướng người ta cũng tương đối xịn, nhưng có Yamato, có Tetsuro, có Uta, nói chung cũng có rất nhiều con xịn. Nói chung bây giờ đối thủ Gru, những người đã đánh được Gru toàn những người có siêu tướng thôi. Nên mình cứ xác định như thế. Các bạn cứ tưởng tượng là nếu giả sử mà báu vật nó yên bình không đánh nhau, bây giờ Gru mạnh hơn nhiều ấy. Sẽ đánh nhau nó hao tổn đi nhiều ấy. Nói đánh thì thỉnh thoảng cái đợt nào cao điểm mình đánh mỗi ngày 1 tỷ berry ấy. Mỗi ngày 1 tỷ berry đi đèo, nguyên đi đào ngọc thôi đã lên được cái dàn ngọc xịn hơn bao nhiêu rồi. Tất nhiên là ngọc của Gru vẫn xịn. Nên mà tuy nhiên một điều là đánh nó cũng hao tổn nhiều quá. Nói chung là để duy trì một cái nick game mà giống như kiểu chống lại cả thế giới như thế này là cũng tốn kém đấy. Nói thật đánh nhau, nói thật đánh nhau chủ yếu là Gru đánh là chính. Có một số server khác đánh cùng nhưng mà nói chung xác suất đánh ác nhiệt nhất vẫn là nick Gru. Mà nick Gru chống lại bây giờ một mình nick Gru đánh với lại khoảng một loạt top đều có cơ hội thắng được Gru. Như vậy thì chắc chắn là bị thiệt hại nhiều ấy. Tuy nhiên là vẫn vui vẻ đánh bình thường và thấy gần như là chả có điều gì xảy ra cả. Đánh nhau thì lực chiến nó vẫn tăng thôi, vàng thì vẫn nhiều, đánh nó chả vấn đề gì cả. Trong những trường hợp mà những cái thời điểm mà cao điểm mà đánh nó hết berry thì biết làm gì không, chúng ta sẽ đi đem vàng đi quay các cái phòng quay lấy thêm berry, tại vì berry nó có hạn mà nạp mắc phản hồi cho 1-2 tỷ là hết. Như vậy chúng ta phải làm gì, chúng ta phải đi quay các cái phòng quay linh tinh để rơi thêm berry cho đánh nhau. Tức là chơi mức độ đấy, tức là sẵn sàng là đào, sẵn sàng là kiếm berry theo kiểu đào các cái sự kiện mà chơi mất vàng ấy, để đổi thành berry để đánh. Nó ra gần đây thấy cũng nhẹ nhàng rồi, đánh nhau dạo này mình thấy đánh không gắt lắm. Đánh vẫn nhiều nhưng mà không gắt lắm. So với ngày xưa là nhẹ đi nhiều. Rồi đây tôi một chiến báo nhé. Đây bỏ báo đi đánh này. Đây tôi cũng đánh tiếp bạn One thôi, cái chiến báo xem rồi, xem đại diện 1-2 chiến báo nhé. Bạn bồ côi cha mẹ đấy vừa xem rồi không thì bỏ qua nhé. Đây bạn S1 đánh này, lúc này nó khoảng tầm 4:07 này. Nên xem bạn đánh mấy phát nhá. Phát này 1 phát thua này, 2 phát thua này, 3 phát thua này, 4 phát thua này. Đấy là thu đánh 5 lần ăn 1 nhé. Đó là lý do vì sao mình ăn cho người ta đánh đấy. Mà mình nhiều tài nguyên quá. Mà người ta đánh có vẻ bị chậm tí, mình kịp ăn một cái báu vật này. Xem chiến báo, mình sẽ chủ yếu xem chiến báo mà Gru bị đánh bại nhé. Còn chiến hoặc là chiến báo Gru tấn công trước xem 1-2 chiến báo thôi. Còn những cái chiến báo người ta spam Gru thua thì thực sự mình nghĩ nó là điều hiển nhiên rồi. Nên thành ra là mình không xem nhé. Xem hết nó dài đấy. Nói chung chủ yếu cho người ta xem cái cảm giác người ta thắng thôi. Chứ còn cái lúc người ta đánh thua mình nghĩ là cũng không cần xem nhiều. Tại vì giờ nhìn cái chỉ số lực chiến nó tranh nhau nhiều ấy. Thực ra cũng không phải tranh nhau nhiều lắm đâu. Tại mấy cái bạn này cũng toàn khoảng mình nghĩ cũng khoảng tầm 300 triệu lực chiến trở lên rồi đấy. Mà tranh nhau khoảng 50-100 triệu lực chiến với mình bây giờ nó cũng không phải cái gì, con số cũng không phải quá lớn. Nghe thì to to vậy thôi chứ còn bây giờ nó đầy như thế mà. Đợt này có vẻ mọi người thích chơi cái trận hình chéo chéo, trận địa liệt nhỉ. Và mọi người thích để tướng là trận địa liệt. Thế bây giờ tướng đánh tất cả mục tiêu thì cái trận hình nó không quan trọng lắm. Nhưng mà nói chung mọi người thích thế thì mình không biết. Mình thấy dạo này tất cả các nick game đều có thể thiên hướng đánh trận địa liệt này nhiều. Nên khởi đầu nó mê hoặc cho mất hai con tướng rồi, hơi khó. Uta hóa giải hướng bất lợi. Nhưng có thể đơn sau địch đánh trước lại có thể phá tiếp. Con này bị nhụt chí rất nhiều mà nộ vẫn nhiều. Nói chung là bây giờ tướng búp nộ cũng nhiều. Nhu trí nhiều thì búp nộ cũng nhiều. Thấy và thấy đội hình bây giờ người ta đa số giống nhau, nó không có sự khác biệt nhiều đâu. Ngày xưa đội hình trông khác biệt nhau nhiều, bây giờ tướng thì ai phải chơi giống ai đâu. Tức là những ông nào muốn mạnh nhé, những ông nào tầm dưới người ta thích chơi thì chơi, nhưng mà tầm trên thì thế. Đợt tới hiện tại mình chưa nắm được thông tin xem những con tướng mới đợt tới Gru lên con nào không, thì chắc chắn là siêu tướng thì sẽ không lên ngay lập tức được rồi. Siêu tướng thì cần có thời gian. Nhưng mà tuy nhiên là việc lên một số con tướng Wano không biết có lên không. Tại thế cũng gợi ý thêm một số con như là Franky với lại Usopp. Mình không biết có lên không. Thì đang chờ xem mọi người chốt phương án thế nào đấy. Nói
chứ bây giờ đánh nhau ăn nhau ở chỗ khống chế thôi, khống chế được là thắng thôi, chứ còn đánh thì cũng chỉ thế thôi, làm lanh qua lanh quanh có mấy con tướng thôi. Được, thế cả Kiên Uta Quốc đấy. Ở thời điểm mình quay video này, nhà phát hành vẫn hình như vẫn chưa có thông báo chính thức trên trang chủ sẽ update ngày nào ấy. Nên thành ra là mình cũng chưa có được cái lộ trình xem là sự kiện tới có gì. Thế nên mình đang hơi lăn tăn rồi, không biết sự kiện tới. Mình nghĩ là tỷ lệ cao sẽ chưa cho lấy con kinh sớm đâu. Tức là nó ra mắt con kinh nhưng mà lấy vật phẩm thì có lẽ là chưa cho lấy sớm. Còn nếu mà cho lấy sớm thì có thể xem xét lấy được. Thế thấy lâu rồi Gru cũng chưa lên gì mới, đang chuẩn bị đến sự kiện 30 tháng 4. Đang phải cân đối xem Nick Gru nên lấy cái gì trong sự kiện đó. Kiểu gì thì phải tận dụng cái hộp dương đặc biệt, kiểu gì chẳng phải lấy. Thì bây giờ lấy cái đấy để đổi cái gì thì đang phải xem tình hình thế nào. Mấy xe có mấy chiến báo dài ấy nhỉ. Nó chỉ đánh nhây nhây thế này chứ khi nào chết thì thôi thôi, nhưng nó cũng không có gì đặc biệt nhiều đâu. Vấn đề tiếp theo ta sẽ chờ đợi xem là Gru và đối thủ Gru ấy, liệu cả hai bên có lên được con siêu tướng mới hay không. Gru thì mình nghĩ là nếu vẫn đầu tư tiếp thì lên không khó rồi, nhưng mà đối thủ thì mình không nắm được, mình không thể biết là đối thủ nạp bao nhiêu tiền, còn nạp nữa hay không, hay còn đúng chủ không, hay là đổi chủ rồi, mấy cái đấy mình không thể nắm được, nên mình cũng không thể biết được lượng tài nguyên người ta còn bao nhiêu, liệu người ta lên được tướng mới đánh Gru hay không. Nếu người ta lên được ấy, thì câu chuyện sẽ còn đánh rất là gian nan. Còn nếu như giả sử con siêu tướng mới nó mạnh mà Gru lên được hoặc đối thủ không lên được thì mình tin là cái số lượng chiến báo sẽ ít đi rất là nhiều. Tại lúc đấy đối thủ đánh không được thì người ta chẳng bao giờ đánh trả. Người ta đánh trả bởi vì người ta vẫn có xác suất thắng được. Nhưng mà nếu người ta đánh mà không có xác suất thắng được thì người ta chả đánh làm gì. Ví dụ người ta đánh spam 5 lượt vẫn win được 1 lượt, người ta có động lực người ta đánh. Chứ đánh 100 lượt không win lượt nào thì chắc chắn người ta không đánh. Nên thành ra mình đang chờ đợi xem tương lai nha. Còn vẫn nhấn mạnh các bạn, chủ yếu khi quay video nhấn mạnh các bạn vấn đề là vẫn đánh nhau bình thường nhé, không có cái chuyện là không đánh đâu. Ít nhất là đến thời điểm mình quay video này. Còn đánh nhiều đánh ít là do bạn hên xui thôi. Bạn xem đúng lúc mình bận, mình không đánh hoặc đối thủ không ăn thì thấy vậy thôi. Người ta hiện thị cái báu ở hiển thị ở trong cái kho báu không có nghĩa là người ta sẽ ăn được cái báu thành công. Nhiều khi người ta mới ăn báu khoảng tầm 15 phút thì có thể đến khoảng tầm 25 phút là bạn người ta sẽ bị đánh. Nên thành ra không có nghĩa là người ta ăn cái báu đấy là người ta sẽ giữ được báu. Còn nếu giả sử người ta giữ được báu mà người ta giữ được vài tiếng ấy, cũng chả nói lên điều gì. Tại có thể ngày hôm đó người ta mất đi cả tỷ berry rồi. Bị đánh người ta mất cả tỷ berry rồi. Đánh nhau rồi đánh kiểu đánh chiến tranh tiêu hao, tức là đánh theo kiểu là tiêu hao tài nguyên berry của đối thủ, chứ không phải là đánh theo kiểu không cho người ta ăn báu. Mà người ta ăn cũng được, nhưng mà đánh làm sao đó để cảm giác là người ta ăn xong ấy, người ta cũng bị lỗ một chút xíu. Mấy cái chiến báo đánh thua thì bỏ qua nhá. Đấy, đánh này khoảng tầm 3:48 mà đấy đánh gần như đánh liên tục, nhưng mà cứ đánh một chút xíu lại đánh một tí. Ngày mình đánh bạn S1 thôi, cái này bỏ qua chiến báo nhé. Người ta xem kiếm những cái tên mới đâu. À đây, cái chiến báo đánh thua này, có xác suất mình đánh thua này. Phát này mình đánh thua không? Đấy, phát này đánh thua, xem chiến báo đánh thua nhé. Tức cũng không phải lúc nào mình đánh trước cũng thắng đâu. Đôi khi đen đen xui xui thì mình cũng thua đấy. Vẫn là hai cái đội hình đó nhưng đánh đôi khi vẫn thua. Mặc dù đam thì cái to đánh phát mất khoảng tầm gần một nửa cây máu của địch, nhưng mà đánh vẫn thua. Xui xui là vẫn thua thôi. Nhìn qua về tương quan máu hai bên nhá, cái này thì tướng địch nó dao động khoảng 6 triệu máu này, 4.9 triệu, cái con Uta khoảng 4.9 triệu, nó dao động khoảng tầm từ 5-6 triệu máu. Còn bên Gru ở thời điểm hiện tại máu rơi khoảng tầm 7.7 triệu, 6.4 triệu, 7.2 triệu, 7.6 triệu, đấy dao động từ khoảng tầm từ 6-7.5 triệu máu nhé. Đấy thì thấy là máu nó chênh nhau một chút, nghe một chút vậy thôi, nhưng cái chút đấy kiếm hơi bị khó đấy. Nói chung là máu thì mình nghĩ là Gru chắc là thuộc những cái đích mà máu trâu nhất game rồi, nhưng mà hiệu ứng nó không đứng về phía mình thì vẫn thua thôi.
Xem thêm vài chiến báo nữa là chắc thấy bị đánh trong báu vật này. Nói chung là đánh kiên trì lắm, đánh đánh nhau từng ly từng tí. Đánh đánh rất là nhiệt tình luôn đấy. Nói chung là chỉ có người trong cuộc người ta mới hiểu đánh gắt như thế nào thôi. Còn người ngoài cuộc thì thấy đôi khi là nói rất là vu vơ, nhiều khi nói phán như đúng rồi. Vì thấy đánh đánh thì không đánh mà chỉ ngồi phán thôi, tại sao không đánh thì hỏi tại sao phải đánh. Mình hỏi bạn tại sao phải đánh. Chẳng lẽ mệt không được quyền đi ngủ hay sao? Đó, đánh thì cứ từ từ mà đánh, đánh cái câu chuyện đánh suốt ngày đúng không? Thứ hai là không đánh không có nghĩa là người ta sợ, đúng không? Người ta mệt người ta đi ngủ chứ không phải người ta sợ. Người ta phải đảm bảo sức khỏe đánh nhau suốt ngày chứ không phải hôm nay đánh thật ác xong ngày mai nhập viện vì kiệt sức. Đánh như thế thì đánh làm gì? Còn cũng không phải đối thủ ăn là đối thủ lời. Ăn được một cái hộp báu vật mà mất cả tỷ berry thì có đáng hay không? Không, chả qua là ghét nhau đánh nhau thôi, chứ còn đánh như vậy nó lỗ. Không phải không ăn báu là hèn. Đơn giản người ta thấy đánh lỗ người ta không ăn thôi, đúng không? Là cũng không phải cứ ăn là sẽ sống được. Mình ăn người ta cũng tẩn mình bình thường. Thoải mái mà. Nói chung là khi đánh nhau phải chấp nhận điều đó. Và người ta không nên thắc mắc những cái thứ mà không liên quan lắm, đúng không? Chiến thuật đánh như thế nào về của mình, mình sẽ cân đối với lượng berry mình có, cái tỷ lệ mình đánh thắng địch nhiều hay ít, tỷ lệ mình giữ báu thành công nhiều hay ít, để mình quyết định xem là mình sẽ ăn báu hay là mình sẽ bỏ báu. Còn đánh thì mình sẽ đánh theo kiểu giống du kích, tức là nếu là sử bị đánh thấy mất nhiều quá, mình sẽ bỏ báu đi và chờ người ta ăn bắt đầu mình đánh. Khi mình tấn công trước, cái tỷ lệ đến 99% mình sẽ win, chỉ có 1% rủi ro mình thua thôi. Như vậy cái lượng berry mình hao tốn một ngày gần như không đáng kể, coi như là không mất berry, đúng không? Đấy, còn nếu giả sử trường hợp mà mình đánh trước địch win mà mình để báu đó người ta đánh mình nhiều lần ăn một mà cái số lượng người đánh mình không quá nhiều, như vậy cái lượng berry mình mất tương đối vừa thôi, mà mình nhiều berry quá mình sẵn sàng ăn cho người ta đánh. Như đợt gần 3 ngày gần đây là mình ăn cho người ta đánh, nhưng cũng có thể sang ngày thứ tư có thể mình sẽ bỏ mình không ăn nữa. Nói chung là không quan trọng, nhưng quan trọng để là vẫn đánh. Chẳng qua đánh như thế nào thì phải do mình điều chỉnh xem cái tình hình thực tế. Cái mình nhìn sơ sơ nó có 10 tỷ berry thì cũng chả tiết kiệm làm gì. Tới 30 tháng 4 chơi sự kiện kiểu gì thì thêm một đống berry nữa, người đánh thoải mái thôi. Còn Nick thì thấy nó cũng khá là khỏe rồi, nên thành ra mình nghĩ là cũng chả cần tiết kiệm lắm đâu. Mình đã hy sinh tính năng đấu trường pet để tập trung berry đánh nhau. Để đấu trường pet mình thấy cái quà gì người khác thì ngon, chứ với Gru thì cũng không ngon lắm. Cái thứ hai thấy anh Gru anh quyết tâm đánh nhiều hơn là đánh đấu trường pet. Đấy mình bảo anh ấy, giờ anh bảo làm gì có để lại khoảng tầm 5 tỷ berry. Và nếu để lại tầm 5 tỷ berry thì cũng không bỏ công nâng pet. Nên thành ra thôi bảo vậy thì thôi, bỏ đấu trường pet tạm thời bỏ. Tạm thời mình bỏ đấu trường pet để mình tập trung vào đánh nhau cái này. Còn có một số tính năng trong game cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau đâu, mà bạn bỏ thì bạn ít quà đi một tí thôi, nhưng mà cái nếu bạn nạp nhiều thì cái quà đấy nó cũng đâu có ý nghĩa gì nhiều đâu. Nên là mình đang tập trung berry để sẵn sàng tình hình là một ngày nào đó để đánh mất từ 1 đến 2 tỷ berry để sẵn sàng nhé, sẵn sàng tiêu hao từ 1 đến 2 tỷ berry một ngày. Nói chung hiện tại thấy rất lý tưởng cho mình, kiểu đánh theo kiểu canh, kiểu ăn báu này cho người ta đánh. Vì mình thấy rất nhiều trên báo đánh nhiều lần thắng một, và bao giờ mình thấy cảm giác đánh phát ăn luôn mà liên tục như thế nhiều lần ấy, thì mình sẽ lại quay về chiến thuật du kích tiếp, không ăn nữa, chỉ tấn công địch thôi, đánh xong bỏ luôn. Mà đánh xong bỏ luôn địch rất khó đánh mình, vì đầu tiên là người ta không thể biết mình đánh. Bây giờ một cái báu 5 sao có 30 phút thì trong 30 phút đó mình thể đánh bất cứ cái phút nào trong 30 phút đó, thậm chí có thể đôi khi mình bận việc khác mình đánh còn qua 30 phút chả sao cả. Mà bây giờ người ta không thể biết mình đánh lúc nào. Cái thứ hai khi bị mình đánh thì thường người ta sẽ bị hết bình máu. Thì cái việc đầu tiên người ta muốn đánh trả lại mình, người ta phải đi ra bơm máu. Và khi người ta ra bơm máu thì lúc người ta quay lại mình đã bỏ máu rồi, đánh không nổi. Nên thành ra là nhiều khi đánh kiểu du kích rất là khó chịu ở chỗ đấy. Chứ còn nếu đánh cái kiểu ăn máu thì sướng quá, là ra bơm máu xong quay lại đánh trả nó, kiểu gì nó chả mất máu không, kiểu đấy thì đơn giản quá. Nhưng mà đôi khi khi mình đã chủ bỏ máu thì cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng hiện tại thấy là cũng không cần thiết phải bỏ máu lắm, tạm thời cứ đánh như kiểu này đi. Còn có thể mấy hôm nữa lại đổi chiến thuật tiếp, cứ từ từ đó. Còn hiện tại mình thấy là đánh cứng chỉ có 3 cái tên thôi. One, Nguyên 8 và không tên của F1. Đấy, chỉ có 3 cái tên là đánh cứng nhất thôi. Ở thời điểm hiện tại gần đây mình đánh nhau thì thấy như thế nhé. Còn những người khác có thể người ta vẫn đánh nhưng mà tần suất nó không cao. Và gần như người ta bị đánh người ta chuồn luôn. Hoặc người ta ăn lại báu mới rồi người ta thì đánh vài lần không thắng là người ta sẽ biến mất. Kiểu vậy. Thì cái tình hình nó thay đổi tùy theo thời cuộc nhé. Có thể ngày hôm nay mình ở thế thượng phong mình đánh như vậy đó. Biết đâu ngày mai, ngày kia đến phiên bản sau người ta lại lên con king trước mình, sau đó lại đánh bại đi Gru nhiều quá, khéo lấy Gru là người đi trốn. Cái thời thế nó thay đổi theo tùy thời kỳ đó. Hoặc có thể một ngày đẹp trời anh Gru anh không chơi game nữa chẳng hạn, hay anh nghỉ game chẳng hạn, câu chuyện lại thay đổi ngay. Mình không thể biết trước được. Hoặc có thể một ngày nào đó mình không được cầm đi Gru nữa. Nên mình hay nói các bạn câu chuyện xấu nhất là như thế. Nên giờ các bạn phải khi ra xem cái gì, người ta phải xét nhiều trường hợp.
Đợt trước có bạn nhắn tin cho mình bảo anh có đánh cái này thuê không ấy. Người ta bảo đề xuất là trả phí đánh báu hộ người ta ấy. Nhưng mà quan bảo một điều là người ta không nói cụ thể là thế phí là bao nhiêu, đúng không? Phí là bao nhiêu? Đấy, cái này đánh bị mất một tí này, mình chưa thấy mất báu nhỉ? Còn bao nhiêu phút nữa? Ô, mình ăn được một báu này, không thấy ai đánh mình nhỉ? Mình xem người ta ăn chỗ khác không? Sao hôm nay thì bỏ sổng mình thế này? Mình tưởng phải đánh mình rồi chứ. À, giờ trường hợp của PTNN hiện tại bạn đổi chủ sang bên công hội mình nên mình không đánh nhé. Ở đây tiếp tục ở bên này xem nào. Mình cứ bảo anh Gru là bạn PTNN đổi chủ thì không thấy anh nói gì. Còn nếu giả sử anh bảo là ví dụ trường hợp của nick PTNN này, nếu anh bảo anh ghét bạn này anh vẫn đánh, là mình vẫn đánh bình thường mặc dù bạn ấy cùng hội mình nhé. Tại vì lúc này nói rõ với bạn chủ nick rồi. Là bây giờ mình đánh dịch vụ thôi. Bây giờ khách của mình bảo, ví dụ giả sử nếu khách mình bảo đánh bạn ấy thì mình sẽ đánh. Còn nếu khách mình không nói gì mình bảo luôn là đổi chủ thôi. Người ta không nói gì thì mình không đánh bạn, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Tại vì mình làm dịch vụ đôi khi phải thông cảm cho mình. Có thể đôi khi bạn quý mình nhưng mà cái người khách của mình lại ghét bạn mà người ta trả tiền mình cho mình đánh bạn ấy. Mà nếu mình không dàn xếp cho hai người hòa bình với nhau ấy thì bạn chấp nhận bị đánh thôi. Cái đấy là chứ còn không phải mình ghét gì bạn đâu nhé. Mình đánh dịch vụ mà. Ở đây trường hợp này anh Gru không nhắc gì đến cái tên của bạn nữa thì thôi ok mình không đánh. Tại tội gì mình đánh bên đồng minh của mình làm gì đúng không? Mình không đánh đồng minh của mình làm gì. Còn thôi nick thay tên đổi chủ rồi sang mình càng sướng mình đánh làm gì. Đấy kiểu kiểu vậy. Hiện tại mình không bị đánh, hơi lạ một chút vậy. Đấy nhiều khi có những trường hợp như thế. Đây đánh mình mất 4 phút đã bị đánh này. Nhưng phát này đánh mất một phát thua này. Có mất một phát thua đó. Rồi ok đấy cho bạn xem đánh lúc này khoảng tầm 3 rưỡi nhé. Và bạn Min Min này xem trên báo này. Đấy mà thấy đánh toàn thấy Yamato với Tesoro thôi. Thằng nào cũng kêu là Yamato đắt quá không lấy được. Uta nó còn rẻ rẻ tí với người nào. Nhưng mà Yamato là khá đắt đấy. Thằng nào cũng kêu đắt nhưng thằng nào cũng lên được. Đấy người ta cứ bỏ kêu đắt đắt thì thôi mình chả biết đắt kiểu gì mà thấy ông nào cũng lên. Ngày xưa thì đôi khi cứ nghĩ là chắc là Gru là trường hợp hiếm hoi lên được sớm. À đúng có thể lên được sớm đấy. Nhưng mà đối thủ lên cũng chỉ chậm hơn khoảng tầm một tuần thôi. Kiểu người ta kiểu Gru lên đầu sự kiện người ta lên cuối sự kiện thôi. Hoặc cũng lắm người ta chậm hơn khoảng 1-2 tháng thôi. Rồi về sau thằng nào cũng có đấy. Cứ bảo đắt thì đắt vậy thôi chứ còn ai cũng lên được. Đấy thì quay về trước có bạn bảo mình đánh thuê đầu tiên mình phải nói thật mình cũng rất là ngại đánh thuê cái đấy. Tại vì đầu tiên mình phải xem là tức cùng bạn định đánh thằng nào. Người đó phải khách hàng của mình hay không. Vì nếu là khách hàng của mình đôi khi phải dàn xếp cho các bạn không đánh nhau để các bạn đánh nhau thì nó phí ra, đúng không? Mình hay hướng các bạn đến việc đánh nhau các giải đấu như là Vương Giả Chiến thứ linh tinh ấy. Chứ đánh nhau ở trong cái báu vật làm gì nó tốt. Cái thứ hai đấy là bạn đòi hỏi, đôi khi các bạn đòi hỏi hơi cao. Đôi khi bây giờ bạn chưa nói mình bao nhiêu tiền mà bạn cứ hay muốn đánh nhiều. Cái thứ hai bạn nghĩ là về kiểu mình bảo ý là kiểu mình thì mình không thể đánh suốt ngày được mà lúc nào mình sẽ đánh nhiều nhưng không thể đánh suốt ngày được. Tại nó tùy theo vấn đề công việc của mình nữa. Như vậy thì nếu bạn thuê ok thì cũng được thôi nhưng mà tuy nhiên bạn phải nói rõ bạn đánh ai. Cái thứ hai là bạn trả mình bao nhiêu tiền, thứ ba bạn đánh tần suất như nào. Chứ đôi khi bảo em thì chủ yếu cần đánh buổi đêm mà chắc anh cũng không đánh đêm được. Nhưng đấy là một cái quan niệm rất là sai lầm nhé. Bạn nào mà nghĩ mình không đánh đêm được là sai lầm. Bảo mình đánh ban ngày mới khó, đánh ban đêm lại dễ. Đêm nào mà giả thức làm tận sáng, mình hay làm dao động đến tận khoảng tầm 7-8 giờ sáng. May ra mới đi ngủ. Thậm chí có lúc mình ngủ buổi chiều, nhưng ngủ lung tung giờ đó. Bạn nào nghĩ mình không đánh đêm là sai nhé. Chính cái ban ngày lúc mình khó đánh nhất thì mình làm đêm ngủ ngày mà. Quay vấn đề cốt lõi nhất là bạn không nói rõ bao nhiêu tiền nên mình nghe cũng không hào hứng lắm. Nói thật là mình không cổ súy đánh nhau cái này đâu. Trường hợp của Nick Gru với lại Gru với mình này là có chung một mối thù này nên thành ra đôi khi chúng mình đánh cái này nhiệt tình vậy thôi. Chứ còn các bên khác những người đấy người ta không có thù oán nên mình đánh với vẫn mất đi một khách hàng. Tại đôi khi cái người đánh đó có thể là cái người bị đánh ấy có thể là người sẽ thuê mình một giải đấu nào đó chẳng hạn. Nên thành ra mình không có nhu cầu đánh nhiều đâu. Thứ hai bạn trả mình được bao nhiêu? Ví dụ bạn trả mình 50.000 bảo mình đánh cả đêm mình trả võ, nói thật vậy. Đấy, đánh vừa mang tiếng ra thì trả võ bao nhiêu. Còn ví dụ bạn trả cho tiền triệu thì còn may ra nhiều khi đói quá thì thực sự đến cả những người bị đánh người ta cũng thông cảm thôi. Ví dụ trường hợp bạn PTNN bạn cũng rất là thông cảm thôi. Tại bạn biết là cái tiểu sử nick đánh nhau nick Gru rồi. Nên thành ra là khi bạn ấy mua nick đấy về bạn xác định tâm lý là có thể sẽ bị Gru đánh. Mình cũng bảo bạn ấy nếu một ngày nào đó bị Gru đánh ấy, thì có thể là anh chủ nick đánh không phải là mình đánh đâu. Tại vì đơn giản là có thể biết đâu anh chủ nick vẫn ghét thì anh ấy đánh thì sao. Anh bảo đánh theo kiểu là nhỡ người ta bảo đánh là không quan tâm chủ là ai gì nick đó thì có thể vẫn bị đánh, đúng không? Còn nếu mà trường hợp anh không đánh thì thôi. Đúng không? Còn mình sẽ chủ động mình né ra. Mình đánh người đồng minh làm gì. Và có một số cái xác suất nữa các bạn phải thông cảm một chút xíu là đánh nhau đôi khi mình phải chia sẻ các bạn là đôi khi đánh nhầm. Trong này sẽ có một số cái có cái mèo đánh nhầm mình cũng chia sẻ một chút vậy. Đôi khi ấn nó bị lát ấn nhầm. Nó đánh người này ra người khác. Đây, về bị bạn One đánh này ăn được cái báu 5 báu thấy One đánh này. Tức là đôi khi đối thủ của mình người ta cũng ngủ.
không phải người ta tha cho mình ăn báu đâu, mà đôi khi là người ta ngủ, người ta cũng phải đi ngủ hoặc người ta bận việc chứ, đúng không? Nên mà thấy là mình ăn tận 5 báu, 5 báu mỗi báu khoảng tầm 30 phút, đúng không? Được khoảng ăn được khoảng tầm cũng phải nói chung là tương đối được vài tiếng, ăn được vài tiếng rồi, ăn được hơn 2 tiếng rưỡi này, ăn được 2 tiếng rưỡi rồi người ta mới đánh. Chứ là không phải thằng nào cũng canh căn được đâu. Nếu giả sử như bạn là người ủng hộ phe bạn One chẳng hạn ấy, bạn sẽ bảo bạn One là ô sao không đánh Gru hay sao mà để ăn tận 2 giờ rồi chưa thấy đánh, đúng không? Thì đôi khi người ta cũng phải bận chứ. Thì bạn phải hiểu trường hợp tương tự của mình. Bạn thấy người ta ăn được mấy tiếng báu vẫn phải thông cảm, đôi có thể mình đang bận, đúng không? Chứ không có nghĩa là chúng ta không đánh nhau, mà vấn đề người ta đang bận, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây, nhận quà đó. One đánh thua 1 lần này, 2 lần này, 3 lần này, 4 lần này, 5 đấy, đánh 4-5 lần mới ăn một, nên ra mình vẫn thích để như thế cho các bạn đánh. Chứ mình bỏ báu đi còn lâu đánh được, làm sao kịp đánh được nữa. Cái này đánh cướp thành công thì bỏ qua nhé. Bạn này khá là yếu, chung đánh cho nó vui thôi. Kiểu đối các top của bên đối thủ người ta trốn hết rồi, đánh người bình thường nữa. Đánh mấy người bình thường thì đánh bạn xem, đánh 1-2 nhát là chết đấy mà, nó cũng đơn giản thôi. Cái này vấn đề là cái mấu chốt là cái mối thù với cả cơ hội nó lớn quá. Bình thường mình hay quét theo nick, theo cái tài khoản nào đó thôi, mà riêng cái trường hợp của VT Plus là quét cả công hội, nên là thấy là nó sẽ khác biệt một chút xíu. Nên mà số bảo em có làm gì đâu mà bị đánh, nhưng thực ra bây giờ vấn đề nó không, người ta yêu cầu đánh cả, chứ người ta cũng không yêu cầu là phải né thằng nào cả, nên cứ khác hội là đánh thôi, cứ trong cái công hội đó đánh thôi, chứ còn nó cũng chả có cây cơ sở gì đâu. Nó cũng giống như nhiều ông không đánh được Gru thì đánh các cái nick yếu hơn trong cái hội Gru ấy, người ta cũng thế mà, có phải một mình chơi thế đâu mà đối thủ người ta cũng chơi thế. Mình hay nói cái tấm gương anh Tuyển ấy. Ngày bạn nhớ em đích Tuệ Minh không? Ngày xưa chỉ vì việc là hay thuê giải đấu của mình mà bị đánh. Cho đến lúc người ta mạnh lên thì bảo ô sao Tuệ Minh đánh người ta, mà ngày xưa lúc Tuệ Minh yếu người ta, các bạn cũng dần Tuệ Minh như gì. Chẳng qua với các bạn đen gặp đúng ông nhiều tiền người ta đánh lại thôi. Mình cũng chịu. Thì vấn đề thế, nói chung là mọi vấn đề nó đều có những cái lý do của nó. Ví dụ như đối thủ sẽ bảo mình gây sự trước, mình sẽ bảo đối thủ gây sự trước. Bây giờ nói chung bây giờ bảo thằng nào gây sự trước mình chả biết đâu. Nói chung bây giờ nó thành cái mối thù với nhau nó lớn quá rồi. Nên thành ra nhiều khi nó khó này, đánh nhau này lúc tầm 9 giờ đấy, đánh đủ múi giờ luôn. Lúc nãy là đánh giờ chiều, bây giờ đánh giờ sáng này, 9 giờ đánh nhau này. Đây One đánh thua 1 lần này, 2 lần này. Đấy, đánh có phải thua vài lần thắng được 1 lần. Nhưng mà xác suất thắng vẫn cao đấy, nói thật xác suất thắng vẫn cao đấy. Đây phát này đánh One thua này, có tỷ lệ thôi bỏ qua nhé, xem nhiều nó dài quá. Đây phát này mình ăn được một báu này. Cái này ở đây là mình chủ động mình bỏ cái báu đi đánh người ta, chứ thực ra đấy không ai đánh mình. Có những cái là người ta cướp báu mình thành công, nhưng có những cái là mình chủ động bỏ báu đi đánh người ta, vì báu với mình nó không quan trọng, mình thấy đối thủ ăn là mình đánh thôi. Này nhận quà nhé. Tiếp tục đây đánh với nguyên 8 không? Nguyên 8 như nãy hôm mấy trong từ đầu video giờ chưa xem đánh nguyên 8 không? Cái này lúc này đánh là lúc 8:30 thì buổi đánh buổi sáng này. Vì mấy hôm nay mình cày game nhiều nên thành ra là mình on gần như là on full ngày, ngủ khoảng tầm 2 tiếng thì coi như đánh suốt ngày đó. Nên cái tần suất mấy hôm nay đánh là khá là gắt. Mà không biết cơ quan đạo các bạn phải để ý cơ. Mà các bạn mà xem vu vơ thì các bạn không hiểu được nó gắt như thế nào đâu. Để đánh nhau đời đầu tiên nick bạn phải khỏe, cái thứ hai tài nguyên phải nhiều, cái thứ ba là thời gian phải có. Mẹ đánh cứ khoảng tầm cứ gần nửa tiếng đánh nhau một lần thế này rồi mà biết là mất thời gian nhiều thế nào. Mình làm online mình đánh nó dễ. Các bạn nào đi làm cơ quan nhà nước chẳng hạn, hay đi làm các cơ quan tư nhân linh tinh ấy, nói chung là bạn đi làm ấy, bạn đi làm mà phải dành toàn thời gian cho công việc ấy, bạn đánh làm sao như mình được, đúng không? Bạn làm sao đủ thời gian đánh như mình được. Còn ngày hôm nay mình hay nói trêu các bạn là mình thất nghiệp nên mình đánh nó cũng rảnh. Mình đánh nó cũng nhiều, còn các bạn bận làm sao đánh được vậy. Nên nói chung nó không thể hiện qua cái việc bạn đánh nhiều đánh ít, mà thể hiện qua chất lượng bạn đánh thôi. Ví dụ bạn đánh mà sao bạn cảm giác mình đánh mà sao cảm giác ngày hôm đấy mình tiêu hao barely của địch khá là nhiều là ok rồi. Chứ không nhất thiết là mình phải giết địch cả ngày. Hôm nào mình rảnh mình sẵn sàng đánh địch cả ngày. Như hôm mình bận mình chỉ tính là ước lượng xem hôm nay thằng này, ví dụ mình tính sơ, ví dụ nếu giả sử Nick Gru mua mất khoảng tầm 500 triệu berry thì đối thủ phải mua mất tầm đấy còn nhiều hơn, tại vì Gru mạnh hơn. Nếu vậy mình thấy cảm giác nếu đối thủ mất khoảng tầm 1 tỷ berry rồi thì mình đánh làm gì nữa, mình kệ cho người ta ăn tí cũng chả sao. Đây này ra mà chúng ta phải tính toán một chút xíu. Và quan trọng nhất, vấn đề ưu tiên của mình vẫn là công việc riêng của mình. Mình làm sao thì mình có thời gian mình quay video chơi game ổn định nhất, còn những cái vấn đề khác mình không quan tâm. Không thể đánh nó nhiều yếu tố. Thì ưu tiên cái cốt lõi của mình trước, những cái khác thì từ từ xử lý sau. À, mình thấy là mình rất hay cho người xem trên báo Gru đánh thua nhé. Tại vì cái việc Gru đánh thắng là chuyện quá bình thường rồi. Mình chủ yếu là xem trên báo đánh thua thôi. Đôi khi là tôn vinh đối thủ lên một chút xíu ấy. Chẳng lẽ cứ suốt ngày dìm đối thủ quá. Còn thắng hay thua, đánh nhiều hay ít, nó không thể hiện là bạn khuất phục hay không. Đánh cứ đánh bình thường thôi, chả vấn đề gì cả.
Đôi khi nhìn đối thủ đồng bị khống chế, mình tưởng là Gru thắng chắc rồi chứ. Thế mà đôi khi vẫn thua. Tại vì có thể phát lượt này, có thể lượt này mình khống chế đẹp hơn đối thủ, nhưng mà lượt sau đối thủ khống chế đẹp hơn mình. Đấy, nó hên xui, khó nói. Nhưng nói chung là gần đây mình thấy tỷ lệ Gru đánh thắng là rất là cao rồi. Sao tôi đánh thua là hi hiu lắm mới thua một trận thôi. Bây giờ đánh cả trăm trận cũng phải thua một trận thì chuyện bình thường. Còn nếu đánh cả trăm trận không thua trận nào thì đánh sau cũng không xác suất bị thua cao đâu. Xác suất bị thua đánh sau cao, thế là đánh trước xác suất thua một hai trận thì mình thấy nó rất là bình thường. Và cái điều mình thấy nó không vấn đề gì quá là quan trọng lắm. Mà buổi sáng ngày 15, không biết bạn nào để ý giống mình không? Khoảng tầm từ 1 giờ sáng đến khoảng tầm 4 giờ sáng là không thể vào được game, không thể vào được trang chủ. Cho đến tầm khoảng tầm 4 giờ sáng là đăng nhập được vào trang chủ, đăng nhập được vào cái silent, cái báo tài khoản sai. Sau đó đến tận khoảng tầm 5 rưỡi 6 giờ bắt đầu mới vào được game bình thường. Mà mình hay chơi đêm, hôm qua mình bị mất một loạt nhiệm vụ của các nick của mình chơi ấy chứ. Và khổ quá thì mất thôi. Và game làm ăn chán quá, lỗi đúng vào buổi đêm, mình hay gom vào đêm mới chơi. Ban ngày đánh nhau với đi hoạt động là chính thôi, ban đêm bắt đầu mới làm nhiệm vụ, chưa kịp làm nhiệm vụ cho các nick. Nửa cái là thôi thì khoảng tầm 6 giờ sáng mà game là vội vàng, mà các nick như kiểu Gru có thứ để mua bánh mì. Là thôi thì giờ nhiệm vụ mất một ngày chả đáng bao nhiêu, ít nhất phải mua bánh mì cho nó kịp đã, sao đến sự kiện đặc biệt rồi. Nó khổ cái nhiều khi game cho những cái lỗi quái om ấy, 1 giờ sáng lỗi. 1 giờ sáng lỗi đến 4 giờ sáng mình thấy đăng nhập được vào, lúc khoảng tầm 3 giờ 50 ấy, bắt đầu loát được vào cái silent rồi, đang hí hửng vào game kịp để làm qua số nhiệm vụ cơ bản ấy. Nhưng cuối cùng nó vẫn không làm được, nó báo tài khoản đăng nhập sai. Đến tận khoảng tầm 5 rưỡi 6 giờ mới vào được bình thường. Nếu bạn nào mà chơi đêm giống mình sẽ gặp tình trạng đó. Đây Nguyên 8 đánh thắng được Gru này không? Nhưng mà thôi xem qua một chiến báo nhé, đấy cũng ăn được một báu, đánh được lúc 50 phút đúng không? Nhận quà đã. Nguyên 8 đánh Gru thua một lần này, thua hai lần này. Đấy, nói chung đôi khi cũng thua một hai lần, một cô cha mẹ bỏ qua nhá, mình đã điểm qua. Đang đánh lúc này khoảng tầm 7 rưỡi sáng này. Thôi bạn này yếu bỏ qua nhé. Đây là mình, đây mình chủ động kết thúc tiếp này, ăn được khoảng tầm 2 cái báo chủ động kết thúc để đánh địch này. Nhận quà này. Nguyên 8 đánh thua một này. Bạn này chắc có lẽ đánh nhầm nhá, thế mình nghĩ bạn này nó không đủ mạnh, xem thử trên báo nhưng bạn này chắc là đánh nhầm. Thế bạn này khá là yếu, đôi khi vô tình đánh nhầm giống như Gru đánh nhầm các bạn, đôi khi các bạn chắc đánh nhầm mình, nhưng mình thấy bạn này chẳng có thù oán gì. Mình nghĩ không có thù oán, chắc ấn nhầm nữa. Mình đôi khi mình vậy. Nói chung mình thấy ai đó đánh mình liên tục mình nghĩ là đấy là người xấu nhé. Còn đôi khi mình thấy người ta đánh trúng mình một lần mình suy nghĩ người ta là người tốt, chỉ vô tình là nhầm thôi. Nên là khi bạn thấy Gru tự nhiên đánh bạn trúng một cái mà thấy Gru không đánh bạn liên tục ấy, thì đôi khi là số đen là bạn bị đánh nhầm đấy. Tức là đôi khi nó bị lag ấn người này ra người khác thì vô tình nó trúng bạn, thì bạn phải gọi thông cảm cho mình vậy. Lúc đánh nhau đôi khi nó bị nhầm, đôi khi mình nhìn rõ ràng là tên của đối thủ rồi nhưng mà vì nó bị lag từ trang này sang trang kia ấy, đánh trúng nick của bạn. Nhiều khi nó vậy. Thì trường hợp này mình nghĩ cũng tương tự thôi. Chứ chả ai đem Robin Brook đi đánh cái nick Gru làm gì. Chẳng qua là chắc là ta đánh nhầm. Thì mình chia sẻ các bạn đôi khi nó nhầm. Nên là các bạn đừng có nghĩ là ô sao Gru đánh em, bị đánh một cái mà kêu ầm lên làm gì không. Thì một là phải xem là bạn có phải là người yếu nhất trong những cái người đang ăn cái mỏ 5 sao hay không. Tại đôi khi người ta cũng cần ăn báu, bây giờ bạn yếu nhất thì đánh bạn đánh ai. Còn trường hợp thứ hai là nếu giả sử Gru không ăn báu, hoặc là không quá quan trọng cái báu trong đợt này, là đợt đánh nhau này, thì khi đánh trúng bạn, đánh trúng một lần duy nhất ấy, thì đôi khi là bị lag đánh nhầm đấy, đánh nhầm thôi chứ không phải cố tình đánh các bạn đâu. Và trường hợp các bạn đánh trúng mình một cái cũng vậy, thì mình cứ coi như một là các bạn để bạn muốn test thực lực với Gru. Cái thứ hai có thể đôi khi bạn cũng bị đánh nhầm, tại vì khi bạn đánh trúng Gru, bạn đánh bị thua này, bạn sẽ mất lượng máu gần như là bị âm bình máu luôn, nên thành ra chắc chắn là bạn đánh nhầm thôi, chứ mình không nghĩ là bạn sẽ cố tình. Nên thành ra mình đơn giản mình cho lên để cho ta biết hình dung như thế, là đôi khi xác suất đánh nhau sẽ bị nhầm, cả bên phe mình đánh nhầm cũng như là các người khác vô tình đánh nhầm chúng mình là chuyện hết sức bình thường. Và nếu mà nick này người ta spam mình nhiều lần, bắt đầu mình nghĩ à thằng này nó ghét mình thì bắt đầu mình đánh người ta. Còn ví dụ người ta đánh nhầm mình một cái, đánh chấp nhau làm gì không, kể cả người ta đánh thắng chăng nữa cũng chả chấp nhau làm gì. Tại vì vô tình đánh trúng thôi mà. Vậy các bạn mình coi cho bạn quan sát đấy, 3 ngày đánh đấy. Gần 3 ngày đánh, đánh từ sáng sớm cho đến cả khung giờ sáng này, trưa chiều tối đánh hết. Giờ nào cũng có chiến báo cả. Để bạn thấy là đánh nhau khốc liệt như thế. Nên thành ra nhiều khi đánh nó mệt quá đi ngủ là chuyện bình thường nhé. Không có hơn thua nhau mấy cái báu làm gì cả. Nhiều lúc mệt là phải ngủ, không thể suốt ngày đánh được. Rồi ok, một chiến báo nhé. Tiếp tục cho người xem tiếp này. Đây đánh với bạn yếu yếu này. Này nhận quà này. Còn mấy cái bạn yếu yếu này, mấy bạn Are đa phần toàn bạn yếu nhé. Thì thôi mình bỏ qua nhé. Bên cô Are thì được có bạn Anh Rit nhà quê với bạn One là khỏe thôi. Chứ còn
mấy bạn khác thì yếu lắm nên mình thôi cũng bỏ qua. Để đánh khoảng tầm 5 giờ sáng này, Aretino mấy bạn ấy yếu lắm, mình không muốn cho các bạn xem đâu. Để đánh nhau tầm khung giờ sáng bắt đầu lại quay về khung giờ đêm này, 23:49 này. Là bạn không tên đánh được cái này xem trên báo rồi nhá, thì bỏ qua nhá. Đánh thua 1 này, đánh thua 2 này, đánh thua 3 này. Đấy, đánh nói chung đánh khoảng 3-4 phát thắng được 1. Mình lại đánh 1 này. Tại vì bạn không tên cướp tiếp này, đúng không? Cái này đánh thua 1 này, đánh thua 2 này. Đấy, đánh thua khoảng tầm 2 nhá. Xong mình để cướp đi cướp lại với nhau thôi mà. Đây, Nguyên 8 đánh mình mất thua mình 3 phút đã bị đánh này. Đây, bạn không tên đánh thua 1 này. Rồi, cứ tiếp tục như vậy, cái nhây mình đang ở ngày 14 nhá. Đây, tiếp tục này bị oan cướp này, nó ăn được một báu này. Nên nhiều khi cướp hụt đầy ấy mà. Tiền trưởng oan đánh bạn thua 1 này, thua 2 này. Đấy, đánh khoảng tầm cứ 1-2 nhá, là thắng 1. Tại bị oan cướp, cứ đánh cướp nhau liên tục. Nhưng mà thấy cái khung giờ khoảng tầm 22 giờ đổ đi đánh liên tục, nó đánh nhiều lắm. Lại thua 1 này, lại thắng luôn này. Không lại cứ đánh cướp kiểu đấy thôi. 1 phát này, 2 phát này, 3 phát này, 4 phát này. Đấy, cứ lúc nào thua khoảng tầm 3-4 phát là mình sướng lắm. Mình biết các bạn mất vài bình máu là mình thích lắm. Để đánh kiểu tiêu hao tài nguyên là chính thôi mà, mình có quan tâm thắng thua gì đâu. Đấy, khung giờ xuống khung giờ khoảng tầm gần 9 giờ tối đánh nhé. Bảo đánh nhau suốt ngày mà. Đánh quanh đấy bạn thấy toàn Nguyên 8 S1 với 1 thôi, không thấy ai đâu. Nguyên 8 thua 1 này, F1 thua 1, tức là đánh là hai người thua. Với các bạn đang xem đánh mình nhá, cùng một khung giờ đấy, không phải lúc nào cũng là một người đánh mà đôi khi là ba người bâu vào đánh mình ấy, thì kiểu gì rồi cũng là mình gục ngã. Đây, phát này là thua 2 nhát này, rồi lại one đánh này, lại one đánh tiếp này, 1 này, lại cướp tiếp này. Nhiều lúc là các bạn S1 và Nguyên 8 bạn one là cùng nhau thay phiên nhau đánh liên tục thì kiểu gì có người đánh để giảm bớt thiệt hại ấy. Một người đánh một chọi một với Gru chắc chắn các bạn lỗ nhiều, đôi khi các bạn phải san sẻ cho một hai nick ra đánh cùng ấy. Nhưng mình không quan tâm, mình thấy cảm giác vẫn lời, mình vẫn đánh. Đấy, tôi lại thua 1 này, thua 2 này. Đấy, cứ kiểu thua 1-2 lần là mình vui rồi. Còn nếu mà đánh mà không thua thì mình sướng hơn. Nhưng mà mình biết là điều đó không xảy ra được trong thời buổi hiện tại. Lại thua 1 tiếp này, thua 2 này. Đấy, cứ thua khoảng 1-2 lần nữa. Đấy, đánh khung giờ chiều này, 15:13 này. Đánh lung tung giờ lắm. Lại thua 1 này, đấy, thua 1-2 lần gì đấy. Mấy cái ngày đầu tiên đánh là chuỗi thua còn dài nữa, rồi đây là thua 1 này. Đang đây đánh 1 thua 1, cái thứ linh tinh là đang tỷ lệ thắng đang cao ấy. Mấy ngày đầu cơ, giờ đầu ngày 13 ấy, cái tập ngày 13 đánh thua nhiều lắm. Mình đang tìm chỗ đấy không biết là chỗ nào. Nhiều chan trên báo quá mà. Thua 1 này, thua 2 này, thế thua 1-2 thôi. Giờ qua nhé, xem trên báo nó dài, cũng chẳng xem nhiều làm gì. 1 này, đây đánh khung giờ trưa này 12:31 nhé. Thua 2 này, thua 3 này. Đấy, thua 3. Và có những lúc mình thấy người ta đánh thua nhiều quá, người ta chán chả muốn đánh nữa, sao chắc hết berry. Mình thấy đôi lúc là không thấy đánh trả nữa. Min nãy xem rồi bỏ qua nhé. Đây, đôi khi đánh min mình cũng sắp bị thua này. Xem trên báo đánh thua nhé. Mình thì cứ chỉ bổ bạn ra đường trên báo thôi, đánh nó nhiều lắm mà xem nó dài lắm, làm sao mà xem hết được. Và đội hình nó khá là na ná nhau, nó không khác biệt nhiều. Và thứ hai mình thấy là đôi khi nếu mà có những lúc ấy, 2-3 người cùng đánh mình một lúc ấy, thì giả sử nếu bảo tại sao không tối ưu đội hình đánh thằng này đi, nhưng mà tối ưu đánh thằng này, thằng khác nó đánh đội hình khác thì né làm sao được. Tốt nhất là cứ để một đội hình, tao cứ để vậy đánh spam nhiều lần thôi. Chứ còn bây giờ né thằng này thằng khác để trận khác đi một tí xíu ấy, kiểu gì thì chả bị bắt, đúng không? Nên tôi tốt nhất là đánh phứa đi. Cảm giác thắng nhiều thì đánh trả nhiều, thắng ít thì đánh trả ít. Còn hiện tại lúc mình đang quay video thì thấy không bị đánh, nên bảo có phải lúc nào đang đánh mình đâu. Đánh không nổi chứ, nhiều khi đánh mất thời gian quá mà đánh tốn kém quá, có phải lúc nào đang đánh đâu. Mình đang chờ bị đánh để kết thúc lại video, hiện tại chưa thấy bị đánh nữa. Nhìn trên báo không ai nghĩ là Ru thua đâu, nhưng mà đôi khi vẫn thua.
siêu tướng siêu búp cái thứ là đều có cả, hai bên đều na ná nhau. Không biết là sau cái chiến báo này xong ra thấy bị đánh chưa? Ý là ăn ăn được một cái báu rồi. Nhưng mà ăn một báu cũng chả đáng bao nhiêu rồi. Có lẽ là video này sẽ là cái video cuối cùng trong đánh nhau báu vật trong cái thời đại mà xoay quanh cái team Yamato, thứ là tâm điểm. Đấy, có lẽ mình sẽ phải chờ sang đợt mà có các bạn lên thêm quân kinh, chắc mình bắt đầu mới quay tiếp cái series này. Để đấy cho các bạn xem cái chiến báo nó mới đi một tí. Còn đợt này đánh nhau cùng Yamato mình nghĩ là cho các bạn xem về tương đối nhiều rồi. Đấy, có lẽ mình quay nốt cái video này về Yamato, là đánh nhau lần sau có thể vẫn sẽ còn Yamato nhưng mà sẽ xuất hiện của kinh, kinh hoặc con Usopp hoặc con gì đó. Còn thời điểm này mình nghĩ là tạm thời như vậy đó. Thì có thể một là mình chờ lúc Gru lên từ con siêu tướng mới, hoặc lên con tướng Wano mới, hoặc mình chờ xem đối thủ mình lên con Wano mới chẳng hạn. Ví dụ nếu giả sử trong trường vẫn Gru vẫn đang chơi đội hình này, nhưng mà nếu đối phương update xong người ta lên được con Usopp hay là lên được con Funky gì đó thì có thể mình cho các bạn xem tiếp sau. Còn nếu thật trường hợp mà cả hai bên ấy đều loanh quanh mấy con tướng này thì có lẽ là mình sẽ chưa quay vội mà sẽ chờ người lên được các tướng mới. Thì mục tiêu của cái series này ấy là cho các bạn xem những trận đấu ở cái tầm của các top, ở cái mức độ tầm cao, người ta đánh nhau kiểu tiêu diệt nhau, triệt hạ nhau bằng những con tướng gì, chứ không phải đơn giản đánh nhau. Đánh nhau thì ai chả biết đánh nhau rồi, nhưng quan trọng là cho người xem chiến báo ở đỉnh cao nhất của game hiện tại, của những người mạnh nhất game hiện tại, người ta đấu nhau bằng những con tướng gì và xác suất hiệu ứng cái thứ như thế nào qua các chiến báo thực tế. Còn tới mình sẽ chờ những con tướng mới rồi quay tiếp các bạn series này. Series này chắc còn dài lắm, nhưng quan trọng phải chờ có những cái gì nó đặc biệt. Còn bây giờ xem đi xem lại mấy cái này nó quá là đơn thuần rồi, nó không có gì nhiều. Mặc dù biết là siêu tướng rất mạnh nhưng mà ngày nào cũng xem Yamato nó cũng nhàm rồi. Ta sẽ chờ những con tướng mới xuất hiện trong đội hình. Yamato nó sẽ vẫn còn nằm trong đội hình dài, nhưng sẽ chờ những con mới đan xen cùng Yamato, ta sẽ xem tiếp sau. Esa sensación tú no la ves, pero que me llena con exceso más. Rồi tiếp tục xem còn báu nhỉ, vẫn chưa thấy mất báu à nhỉ? Hôm nay người ta lại tha cho mình chưa? Nãy vừa đánh nhau lúc nãy mình cho các bạn xem rồi, vừa đánh nhau một lúc xong chứ yên thấy đâu hết rồi. Đi rồi các cái báu xem mày người ta ăn ở chỗ khác, đôi khi người ta không đánh mình đâu, người ta sẽ ăn báu khác để cầu may. Thì đôi khi thấy không đánh mình vẫn sẵn sàng bỏ báu để đánh người ta, chứ không phải là không đánh mình là mình tha đâu. Không thấy luôn, thực sự không thấy nhé. Thế mình dò báu 5 sao thôi, bây giờ này đang đánh tập trung của One. Báu 1 sao mình ít dò, lâu lâu mình dò báu 1 sao thôi, đa số mình dò báu 5 sao trước nhé. Có những lúc mà dỗi việc quá đi dò cả báu 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao. Nhưng có lúc lâu lắm việc mình chỉ tập trung đánh vào báu 5 sao thôi. Nó tùy từng thời điểm. Bạn này dạo này rất là yếu, bạn này do không ai ăn cả. Bạn này hay ăn báu 1 sao với bị đánh bình thường, đánh lúc 12 rưỡi. Cái bạn đấy yếu quá chả buồn xem chiến báo, mấy bạn yếu quá mình bỏ qua đấy. Tại quay về khoảng tầm 5 giờ sáng này, đánh đủ một múi giờ mà. 4 giờ sáng này, 2 giờ sáng này, đánh nhau lung tung lắm. Vì xe vô bạn này cũng yếu, chẳng qua bạn là đối thủ cứ đánh thôi.
0:38. Nói chung mấy bạn kia, mấy bạn không cho các bạn xem chiến báo, mấy bạn rất là yếu, tướng toàn tướng Wano đấy. Còn các bạn khỏe nhất cho các bạn xem qua nguyên 8 đấy, One với này đấy này gì nhỉ, các bạn không tên, ba các bạn đánh ác nhất. Đây nguyên 8 đánh thua một nhát này. Rồi S1 đánh đan sen luôn này. Đấy, S1 này đan sen tiếp này, đấy cái khoảng tầm 0 giờ nhá, là ba phát thua nhá, cho đó này hai phát S1, một phát là bạn nguyên 8 nhá. Tiếp tục lại nguyên 8 đánh đan sen tiếp này, đấy bắt đầu người ta đánh đan sen nhau cùng một lúc thì bỏ xa trở gục đấy, đánh 4 phát thua này. 5 phát thua này. 6 phát thua này. Đấy, 6 phát ăn một, trong đó là hai bạn, một bạn đánh 4 và bạn đánh 2 nhá. Nó bảo nó đánh đan sen thì làm sao mà sống được. Kiểu gì chả mất. Nói chung là đánh nó khốc liệt lắm. Nên bảo một mình Gru chống lại cả thế giới là như thế đấy. Nó khổ chỗ đấy. Một phát thua này, hai phát thua này, ba phát thua này, phát này là one can đan sen nguyên 8 đánh Gru này, đúng không? Ba phát này. Bốn phát này. Đấy, nói chung đánh nó khổ lắm. Đấy, đánh vậy một phát tiếp này. Đấy, thấy này. Lúc thì 1-1, lúc thì đánh thua nhiều. Một phát này, hai phát này, ba phát này. Đấy, nói chung là thấy không? Đôi khi đối thủ có đồng minh đánh cùng, còn Gru đánh trong đơn độc thì không ai đánh cùng được đâu. Một phát này lại thôi, chủ yếu mình đếm lúc nào xem chuỗi thua dài nhất là bao nhiêu thôi. Mà đôi khi nó không thua dài lắm, các bạn nó thua nhưng mà thua theo đan sen cho hai nick thì chia bớt ra cũng chả tốn mấy. Một phát này, hai phát này, ba phát này. Ba phát cho khoảng tầm lúc gần 10 giờ tối. Một phát này, thôi, vừa đến được một phát xong lại win mất rồi. Ngồi đếm tí thành tích rồi. Ô, cái này bị lag rồi. Ấn xem trên báo nhiều quá nó lag rồi sao? Nói chung là chắc nó xem tầm ấy thôi. Một phát này, hai phát này, ba phát này, bốn phát này. Ôi giời, phát này giết được bạn F1 bốn phát tầm lúc 9:30 à? Bốn phát à? Ăn một. Mình thấy thua nhiều mình sướng lắm. Lại một phát tiếp này, hai phát này, ba phát này, bốn phát này. 5 phát này. 5 phát. Cứ tưởng ra phát thứ 6 là 5 phát. Xem qua thôi, đếm thành tích thôi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, One và Dan Sen này. 5 này, 6 này. Đấy, One với lại S1 hợp tác với nhau không? Đấy, đánh người ta đánh đoàn kết lắm. Thậm chí là nhiều khi không cầm đích không biết nhưng mà chắc cũng lại xem đích cho nhau, làm gì có chuyện trùng hợp thế. Làm gì có chuyện trùng hợp mà One với lại S1 cùng đánh một lúc không? Mà nhiều khi nó gọi ở đây bắt này bị đánh rồi này. Mà nhiều khi nó gọi là các một bạn cầm hai nick thôi, kiểu vậy. Hoặc là các bạn trong nhóm chat rủ nhau cùng đánh thôi. Chứ làm gì có chuyện trùng hợp để đánh cùng lúc thế, đan xen nhau hẹn đẹp thế. Chẳng qua là chia nhau đánh cho đỡ tốn chứ có cái gì đâu. Đây mình ăn được một báu nhá, đánh sau khoảng gần 1 tiếng thôi. Nhưng phát này bị đánh phát ăn luôn à. Đây phát này này. Phát này đếm lại nhá. Đây là 17:44 ngày 15 nhá, bị đánh một nhát nhá. Mà trước đó đây nguyên 8 đánh lúc 16:14 à. Là nguyên 8 đánh thì thất bại à. Nguyên 8 đánh thất bại 2 lần này. Kiểu lúc khoảng tầm 16:14 đánh 2 lần hết bình máu, chắc là chờ 7:30 tối bơm lại máu. Bây giờ bạn F1 từ đâu xông ra đánh này. Nó không sao, đi bơm máu đánh lại đó. Nhưng mà thường bạn F1 đánh xong ta sẽ bỏ máu đi. Người ta sợ bị Gru đánh mất nhiều máu thì sẽ bỏ máu luôn. Nhưng mà để mình ra xem bạn ấy còn ăn máu. Nếu người ta ăn máu mình đánh thôi. Còn nếu người ta bỏ máu thì thôi, lại ăn cho người ta đánh. Để đi dò xem ở chỗ nào nhé. Thì bảo kiểu gì chả bị đánh, còn chọn đánh lúc nào thôi. Mà đánh xong mình đang muốn tiêu berry thì mình lại ăn lại cho người ta đánh thôi. Người ta bỏ báu ấy, nên mà nhìn qua phát không thấy gì vậy, người ta bỏ báu thôi. Thì mình lại ăn mà cho người ta đánh, nên đánh ăn vào chờ người ta đánh thôi. Nếu người ta đánh cứ một phát ăn luôn thì mình lại không ăn nữa, mình lại chờ người ta ăn mình mới ăn, người ta ăn mình mới đánh, kiểu vậy. Đánh nhây nhau như vậy thôi, mình ăn cho người ta đánh đấy. Chứ mình không phải ăn để lấy cái hộp báu này đâu, mà mình ăn để cho đối thủ đánh mình. Rồi mình nghĩ là chắc là xem tầm ấy thôi. À quên, cái này như đây tận 13, cái này ngày 13, kia ngày 15, cái này mình xem nhầm, lúc nãy không phải là người ta đánh lúc đấy người ta bỏ đâu. Mà lúc đấy đây là chiến báo ngày 13, kia lúc nãy là chiến báo ngày 15, nhầm. Thôi chắc là xem tầm đấy, nhưng bây giờ đánh nhau chỉ nha ná vậy thôi, cho người xem qua sự khốc liệt vậy, còn chiến báo ở đây nhiều lắm. Thôi xem tầm đấy nhá, mấy cái chiến báo sau nha ná vậy mà. Thôi mình lại chờ bị đánh thôi, bây giờ mình lại chờ bị đánh thôi. Thôi mình kết thúc video ở đây rồi, thấy nó tương đối dài cho người xem vài chiến báo. Với cho người xem thực tế cái số chiến báo đánh nhau nhá, để các bạn tránh hỏi câu hỏi, ôi sao không đánh nữa à.
cái đấy vấn đề đấy mình không có nghĩa vụ phải trả lời cái vấn đề đó đúng không? Đơn giản mình đánh hay không đánh là việc của anh Gru với mình với lại đối thủ của bên mình thôi. Còn cái vấn đề đánh nhau mình cho người xem gì mà người xem đấy. Thế còn vấn đề đánh hay không đánh đừng có hỏi mình cái đấy, nó chả liên quan gì cả đúng không? Còn đánh ấy, bạn không đánh gắt được như chúng mình đâu. Tại vì mình đang cầm những nick ở vị thế đời cao và đang có rất nhiều tài nguyên mới dám đánh như vậy. Còn các bạn đánh như mình như này chắc một hai hôm các bạn nghỉ game mất. Tại vì đánh về tốn kém quá nhiều, làm gì đủ berry mà đánh không? Đây bây giờ mình vẫn đang cậy nhiều berry, mình có thể xả thêm ít berry đánh dần. Nguyên cái cục này đã là 10 tỷ berry rồi. Vàng thì toàn 13 triệu, nên đánh mới dám đánh, bình thường nó đánh một niềm tin đúng không? Thôi bơm một về thôi, cứ để berry vậy đã. Thôi ok nhé, mình kết thúc video ở đây nhé. Thì nếu bạn nào chưa like thì like đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và thôi bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau khi mà xuất hiện những con tướng mới hơn. Và giờ kết thúc video ở đây, xin chào các bạn nhé, xin chào nhé. Mình vừa tổng kết video một tí xong lại có một chiếc này oan đánh mình này. Đây vẫn đánh một phát thua này, hai phát thua này, ba phát thua này, bốn phát thua này, năm phát này, sáu năm phát đánh lần thứ 6 với queen thôi. Như vậy kia đấy thì lại chèn thêm tí vào đoạn cuối và mình ra đánh bạn vẫn đang ở trang 9 thôi. Để về chắc bị đánh rồi, sau này đánh lại chờ người ta đánh mình tiếp. Thế bảo cái quá trình cũng là lặp đi lặp lại như vậy, còn lại đứng đấy lại chờ thôi. Đánh thì không mất máu mấy, khi mình đánh mà win thì gần như mình không mất máu, nhưng mà nếu mình đánh thua là mình mất máu nhiều đấy. Nên thôi ok nhá, mình nối thêm một đoạn nhỏ nhỏ, đang tổng kết video thì thấy mình đánh tiếp, đang cùng cái chuỗi giờ chiều đấy, bổ sung một chút thôi. Chào tạm biệt các bạn nhé, xin chào nhé.